xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Địa bàn mình đến hôm nay là đường Võ Văn Kiệt để giao lưu phô mai. Xin mời các bạn. Chào đâu ấy. Chào anh Hà. Hôm nay là ngày 25 tháng 12, em có đem nhiều máy phô mai giao lưu các chú bác dành cho em. Số điện thoại là 0984307139. Rồi, ok. Là bao ship toàn quốc. Mình thật cảm ơn các chú bác dành cho em. Chúc sức khỏe các chú bác dành cho em. Rồi. Coi số 1. Số 1 mấy anh ơi. Rồi, xoay vào vòng đi, xoay đi. Coi số 1 này có dáng phu thê nha bà con. Ok. Rất khéo mà bà con. Đế rất đẹp. Mã số 1 nha anh em. Chỉ chắc gì cho bà con, tạo dáng lại nha bà con. Còn chắc lại nha bà con. Mã số 1. Rồi, thông số của em này luôn. Rồi 27 mấy anh ơi. Cây bên đây thì 25 bà con ơi. 25 rồi, ok luôn. Tổng cái đầu cổ rễ trên là 60 nha bà con. Rồi. Chứ không đo xuống cái dưới nha bà con, 60. 60. Chiều cao. Tổng chiều cao là 46 bà con ơi. Rồi 46. Mã số 1 ngày 25 nha bà con. Số 1 ngày 25. Rồi giá luôn. Mã số 1 ngày 25 này có giá 4 triệu bà con ơi. 4 triệu mấy anh ơi. Rồi đổi luôn, sang vòng rồi. Rồi đổi luôn. Số 2. Số 2. Số 2. Xoay đi. Số 2 thôi là con bay cũ nha bà con. Số 2. Số 2. Chung hôm nay cũng có chương trình khuyến mãi nha bà con. Số 2 mấy anh ơi. 34 hoàn thành. 34 hoàn thành. Chiều cao. Tổng chiều cao là 40 lỗi mà con. Tổng chiều cao là 1m5 bà con ơi. Rồi, ok. Coi này máy xuống bà con. Thì bán giá đặc biệt khuyến mãi cho bà con là giá 2,5 triệu. 2,5 triệu mấy anh ơi. 2,5 triệu. Coi số 2. 2,5 triệu coi số. Rồi 2. Đổi luôn. Rồi số 3. Số 3. Số 3. Số 3 luôn. Hoàn thân nha bà con. Rồi. Cây này đế đều đẹp lắm nha bà con. Tổng chiều cao là 49. 49. Rồi có chương trình khuyến mãi là giá 700.000 bà con ơi. 700.000. Mã số. Thôi số 3. Số 3. Rồi ok. Có giá 700.000. 4 lên. Chưa đi. Rồi 4. Số 4 nha bà con. Số 4 cây này rất đẹp, dốc cây lắm nha bà con. Đế nó đều. Chi cành đều không bà con. Số 4. Đây đế nó đều, nó nôm theo. Nó nôm hết tới những con rễ nữa mình cắt bỏ hết toàn ơi, để cho nó đều. Nó nôm xuống sâu hết nha bà con. Số 4. Số 4. Số 4. Ngày 25 tháng 12. Thôi số 4. Hoàn thành. Rồi, ok. Tổng chiều cao là 64. 64. Rồi lên nó dót nha bà con. Dót còn có 12 bà con ơi. Rồi, ok luôn.
Rồi cây này bán giá chương trình khuyến mãi cho bà con là giá 2.200.000. Mã số 4 anh ơi. Bán giá đặc biệt cho bà con. Rồi đổi luôn. 2.200.000. Rồi 5. Mã số 5. Mã số 5. Mã số 5 này cây rất mạnh bà con. Kéo nhựa rồi bà con. Nó kéo nhựa rồi bà con. Cây này về mình trồng liền bà con. Hoành thân 34 bà con ơi. Rồi ok. Tổng chiều cao là 1m đúng bà con ơi. Đế nó sâu đều lắm nha bà con. Về mình trồng mình đưa đất ra mình cảo lại mình sắp ngang ngắn lại bà con ơi. Mã số 5 phải không ạ? Mã số 5. Số 5. Ngày 24 tháng 12. Số 5. Năm có giá 2 triệu bà con ơi. Ngày 25 nha bà con. Ngày 25, ngày 25. Xin lỗi nha bà con. Ngày 25. Có giá 2 triệu bà con ơi. Rồi, 2 triệu chẳng luôn mấy anh ơi. Rồi đổi luôn. Rồi ok. Số 6. Số 6. Số 6 mấy anh ơi. Mã số 6. 25 tháng 12. Hoành thân 26 bà con ơi. Rồi 26. Cao. Cao 31 bà con ơi. Rồi. Luôn. Có giá 700.000 bà con ơi. 700.000. Mã số 6. Rồi đổi luôn. 7 lên. Mã số 7. Mã số 7 của mai sụn bà con. Số 7 em anh. Mã số 7. 25 tháng 12 bà con. Số điện thoại là 0984307139. Mã số 7. Hoành thân 33. Rồi ok. Cao. Tổng chiều cao là 4 tấc rưỡi. Rồi. Có giọng đế thú bà con. Bán giá chương trình đặc biệt khuyến mãi cho bà con là với giá là 4.500.000. Rồi số 7 đổi luôn. Số 7. 8 lên. 8. Mã số 8. Bông sai lùng lực tế đẹp nha bà con. Số 8 anh ơi. Ngày 25 tháng 12. Số 8 hoành thân là 33. Rồi 33. Tổng chiều cao là 37. Rồi. Có giá 700.000 bà con ơi. Số 8 700.000 mấy anh ơi. Rồi đổi luôn. 9 lên. Số 9. Số 9. Ở đây nó có tổng dễ dưới nha bà con. Tổng dễ dẫn này mình chưa bỏ bà con. Tại dưới này nó có rồi. Mã số 9. Số 9 mấy anh ơi. Mã số 9. Số 9. 28 hoành thân. Rồi ok. Tổng chiều cao là 6 tấc rưỡi. Rồi. Rồi mã số 9 này có giá 600.000 bà con ơi. Rồi đổi luôn. Mã số 10. Số 10. Lấy mượn cây cưa. Mã số 10. Số 10. Ngày 25 tháng 12. Mã số 10. Số 10.
số 10, số 10. Cái này mình tưởng đồng nào em? Mã số 10. Hoành thang 28 bà con ơi. Rồi ok. Cao. Chiều cao là 28. Rồi. Mã số 10 này có giá 600 bà con ơi. Rồi ok, đổi luôn. Ngày 25 tháng 12 bà con. Rồi 11. Mã số 11. Em này là 11 mấy anh ơi. Mã số 11 để nó hay nghiêng nha bà con. Đó, về mình cầm cái dáng hay nghiêng gì. Mã số 11. 11. Ngày 25 tháng 12. Mã số 11. Đo luôn. 29 hoành thân bà con ơi. Rồi ok. Tổng chiều cao là 35 bà con ơi. Xe luôn. Có giá 800 ngàn bà con ơi, mã số 11. 800. Rồi đổi luôn. Rồi 12. 12. 12. Đó, nó rất khéo bà con. Đế nó đặt. Hoành thân là 18 bà con ơi. Rồi. Tổng chiều cao là 29. Rồi luôn. Tổng cái bộ đế là 79 đó bà con ơi. 79. Rồi. Cái chiều ngang của con thú này nó rất lớn bà con ơi. Nó 26 luôn bà con ơi. Rồi ok. Rồi cây này giao lưu bà con là giá 2,2 triệu. Mã số mấy á? Mã số 12 có giá 2,2 triệu. Mã số 12. Rồi đổi luôn. Mã số 12 có giá 2,2 triệu. Rồi 13 lên. 13. Cao 21 tổng chiều cao. Rồi. 62 tổng nồi đế. 62. Rồi giá. Cây này có giá 600 ngàn. Mã số 13. 13. Rồi đổi luôn 14 lên. 14. 14 là một con mai xù nữa bà con. 14. Má con mai xù. Mã số 14. Ngày 25 tháng 12. Mã số 14. 14. Rồi cho luôn. Xù khoảng 50-60% nha bà con. Hai mươi tám hoành thân bà con ơi. Rồi ok. Tổng chiều cao 34 bà con ơi. Rồi. Con này xuống thì giao lưu các chú các bác giá 1,5 triệu. 1 triệu. Số 14. 1 triệu 500 ngàn rồi đổi luôn. 500 ngàn. Mã số 15. 15. Bông sai lùng lực nha, cây này cũng bút xù nha bà con. Đây. Mã số 15. Chi gần điều nha bà con, mã số 15. Mười lăm mấy nơi. 25 tháng 12 rồi đó. Nó cũng cây này nó cũng bút xù hết nha bà con. Giờ đo đại gì nha bà con, tham khảo thì mình chiều theo. Nó như gì là nó 30. Nhưng rồi, mà 30. Tính 27 đi. 27.
tổng chiều cao là 44. Rồi ok. Rồi cây này có giá 1,2 triệu. 1,2 triệu mã số 15. Rồi đổi luôn. Giá 1,2 triệu. 16 lên. Mã số 16. Cây này có dáng thú mà con, cây này tạo dáng là rất khéo mà con. Thân sắn anh mà con. Mã số 16. Mã số 16. Ngày 25 tháng 12. Rồi đo luôn. Bốn mươi hai hoành thân mà con ơi. Rồi, okay. Tính 41 đi. Tổng chiều cao là 70 bà con ơi. Rồi 70. Xoay luôn. Do hôm nay có chương trình đặc biệt khuyến mãi thì lấy cây này 2,7 triệu thôi. 2,7 triệu. Mã số 16. Mã số 16. Rồi đổi luôn. Hôm nay có 18 thôi bà con. Hôm nay 17. Có 17 thôi. 17. Cây này đế nó không đều nha bà con. 24 giờ. Thì nếu bà con muốn tạo lùng lực á, mình tạo. Mình bà con cắt khoảng đây. Nó mình tạo lại. Từ miếng này trả lên tới cổ tay, cắt chỗ nào cũng được. Mà không muốn chơi không thao thì cứ để như vậy. Mã số 17 mấy anh ơi. Mã số 17. Hoành thân 24 bà con ơi. Rồi ok. Cao. Tổng chiều cao là 89. 89. Cái rễ nó rất lớn nha bà con. Có thể cái đầu rễ nó là lớn bằng hoành thân luôn bà con, 20 đó bà con ơi. Rồi 20 mấy anh ơi. Tổng cái này đế là 82 bà con ơi. 82. Cây này bán giá đặc biệt cho bà con là với giá 3 triệu bà con ơi. 3 triệu chẳng mấy nơi mã số 17. Hôm nay có 17 thôi. Hôm nay có 17 thôi thì để giao lưu các chú bác dành cho em. Tôi cũng thành thật cảm ơn các chú bây giờ các bác dành cho em từ lâu hộ em. Rồi. Không biết nói gì hơn thì thôi kính chúc sức khỏe các chú bác dành cho em. À, hẹn gặp lại ngày mai. Rồi tạm biệt nha, hẹn gặp lại.